Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang được thành lập theo quyết định 1611 ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Theo đó, trung tâm được thành lập gồm 4 phòng chức năng, gồm phòng hành chánh tổng hợp, phòng kỹ thuật, phòng thông tin tư vấn dịch vụ và phòng quản lý công trình thủy lợi. Năm 2020, phòng thông tin tư vấn dịch vụ đã tham mưu ban giám đốc thực hiện đạt và vượt một số hoạt động nổi bật. 1. Diễn đàn khuyến nông A Cồng nông nghiệp, chủ đề giải pháp phòng chống hạn mặn và liên kết sản xuất tiêu thụ trái cây gắn với chi xuất nguồn gốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, và 4 cuộc diễn đàn về phát triển bền vững cây trồng vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới. Diễn đàn do Trung tâm khuyến nông tỉnh Hậu Giang trực tiếp thực hiện với sự chủ trì của Trung tâm khuyến nông quốc gia và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Diễn đàn khuyến nông A Cồng nông nghiệp đã thu hút 285 đại biểu và nông dân đến từ 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tại diễn đàn, các nhà khoa học, nhà quản lý đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác để né tránh một phần thiệt hại do thiên tai, hạn mặn, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, còn tổ chức 4 cuộc tọa đàm với khoảng 320 đại biểu tham dự, với chủ đề hiệu quả mô hình sử dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa tại huyện Vị Thủy, giải pháp canh tác cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Châu Thành, xây dựng mô hình trồng chanh không hạt theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bao tiêu sản phẩm tại huyện Long Mỹ, và đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại huyện Phụng Hiệp. 2. Vận hành trang thông tin điện tử phía Nam Hậu Giang. Với mục tiêu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp nhanh, kịp thời và chính xác các thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp, khuyến nông đến với bà con nông dân và người xem trong và ngoài tỉnh, trang thông tin điện tử khuyến nông Hậu Giang có tên miền khuyến nông hậu giang.com.vn chính thức đi vào hoạt động ngày 3 tháng 7 năm 2017. Sau hơn gần 3 năm đi vào hoạt động, đến nay đã có hơn 1.080.000 lượt người xem và truy cập. Hướng tới, Trung tâm khuyến nông sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin, chính sách nông nghiệp, mô hình hiệu quả, khoa học kỹ thuật mới, kịp thời để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài tỉnh. 3. Vận hành sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc nông sản Hậu Giang. Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc nông sản Hậu Giang đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2019. Đến nay, sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc nông sản Hậu Giang đã có trên 1.664 đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký thành viên, gần 300 sản phẩm nông sản, sản phẩm chế biến, phân bón, vật tư, gần 300 vùng sản xuất được cập nhật lên sàn giao dịch. Từ đó giúp cho các đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh quảng bá, phát triển, giao thương, kết nối năng sản phẩm, giá trị nông sản. Thứ tư, chuyên mục khuyến nông Hậu Giang trên đài phát thanh truyền hình Hậu Giang. Trung tâm khuyến nông đã phối hợp với đài phát thanh truyền hình Hậu Giang thực hiện 19 kỳ chuyên mục khuyến nông Hậu Giang. Các kỳ chuyên mục khuyến nông Hậu Giang đã góp phần truyền tải rộng rãi đến bà con nông dân trong và ngoài tỉnh các thông tin về khuyến nông, chính sách pháp luật và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Thứ năm, tham quan học tập tại các tỉnh phía Bắc. Năm 2020, phòng đã tham mưu ban giám đốc tổ chức thành công một cuộc tham quan tại các tỉnh phía Bắc, có 10 lượt cán bộ ngành nông nghiệp tham gia nhằm trao đổi kinh nghiệm và học tập các mô hình hiệu quả, kết hợp nắm bắt thị trường, từ đó áp dụng thực tế tại địa phương. Thứ sáu, thu thập giá cả thị trường. Kết quả hàng tuần đều thu thập thông tin giá cả, cập nhật một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, đăng tải lên website khuyến nông Hậu Giang, nhằm cập nhật kịp thời diễn biến giá cả nông sản trên thị trường đến người tiêu dùng, đồng thời để người dân có thể nắm bắt tình hình thị trường, từ đó có hướng phát triển, lựa chọn sản xuất đối tượng trồng trọt, chăn nuôi cho thích hợp, đạt chất lượng, hiệu quả. Thứ bảy, công tác tư vấn dịch vụ khuyến nông. Mạng lưới khuyến nông trong năm đã tư vấn miễn phí được 5.181 lượt nông dân về các nội dung kỹ thuật bao trái, kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, áp dụng 3 giảm 3 tăng, sử dụng điểm lót sinh học trong chăn nuôi, góp phần tăng năng suất, giảm giá thành. Ngoài ra, điểm tư vấn dịch vụ khuyến nông đã cung ứng các mặt hàng đạt chất lượng với giá cả phù hợp đến với bà con.
Thứ 8, tổ chức thành công ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần thứ nhất năm 2020. Đặc biệt, trong năm 2020, phòng đã tham mưu ban giám đốc tổ chức thành công ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần thứ nhất, thu hút rất nhiều bà con nông dân tham gia. Ngày hội nhằm khuyến khích nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra các vườn trái cây chất lượng tốt, năng suất cao. Kết quả, ban tổ chức đã trao 20 giải cho nông dân đạt giải tại hội thi. Hội trái cây của chúng ta lần này thì có cái hội thi trái cây ngon an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì lần này thì thu hút rất sự tham gia của bà con nông dân rất là nhiều, trên 500 bà con nông dân gửi mẫu tham gia và số lượng bà con tham gia rất đông đủ, bà con tham gia rất là hào hứng. Và mặc dù trong cái tình hình hiện nay là cái bị lũ, nhưng mà bà con mang những sản phẩm tham gia thì thấy cũng rất là đẹp và đảm bảo theo yêu cầu. Thì nếu mà bà con mình tham gia thì mình hội thi này á, thì bà con mình sẽ biết là cái loại cái trái cây của mình đó, về cái ngoài mẫu mã thì chất lượng của mình nó đạt cái trình độ như thế nào. Nếu mình đạt giải thì cũng là cái cơ hội để mình giới thiệu quảng bá cái nông sản của mình, thì cái nhiều người biết thì cái đầu ra nông sản của mình được tốt hơn.